Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vậy là tuần trước, sau trận đấu kịch tính, 4 thí sinh rơi vào top nguy hiểm là Nhật Cường, Đức Hiếu, Bửu Minh và Trọng Vĩ. Bạn nào sẽ phải tạm dừng hành trình của mình ở đây? Top 18 sẽ tập luyện ra sao? Và đối thủ trong trận đấu chính thức đầu tiên của các cầu thủ nhí sẽ là đội bóng nào? Trước khi đến với những bất ngờ của tuần này, sẽ là những giây phút vui vẻ bên nhau trong ngôi nhà chung. Một tuần mới lại bắt đầu! Một ngày đầy thú vị đáng chờ đợi. Dậy thôi nào các bạn nhỏ ơi. Sau 2 tuần sinh hoạt cùng nhau với sự chỉ dẫn tận tình của hai bảo mẫu, các bạn nhỏ đã có thể tự lập và tự chăm sóc bản thân. Mỗi buổi sáng thức dậy, các cầu thủ nhí phải tự sắp xếp chăn màn quần áo. Đây là một trong những thói quen rất tốt cho mỗi ngày. Xin được chào mừng quý vị khán giả và các em đã quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Vâng, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Cầu Thủ Nhí. 2 tuần tập luyện của các em đã cho chúng ta thấy rất nhiều những sự bất ngờ thú vị. Trong tuần này thì các em sẽ phải trải qua một thử thách rất cam go, đó chính là gặp một đối thủ khá là mạnh. Và chắc chắn là đội hình của cầu thủ nhí 2020 sẽ chưa thể đá với nhau nhuần nhuyễn được. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn sẽ làm gì để giáp nối đội hình này. Ai sẽ ra về và ai sẽ là người ở lại. Lịch trình trong một tuần của các cầu thủ nhí vô cùng phong phú. Mỗi ngày đều có các bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu. Tuần này sẽ là tập trung vào học chiến thuật vì các bạn sẽ có trận đấu đầu tiên vô cùng quan trọng nhằm thử sức các cầu thủ nhí. Nhưng trước hết chúng ta phải tập thể dục buổi sáng cái nào. Và tất nhiên mỗi ngày không thể thiếu những trò chơi vui nhộn do các bạn nhỏ tự nghĩ ra, vừa có thể thư giãn vừa nâng cao thể lực sức khỏe. Lượt 1 là màn xó găng giữa Bửu Minh và Minh Tuấn. Lượt 2 là màn thi đấu giữa hai soái ca Nguyên Khang và Đại Dương. Lượt 3 là sự so tài giữa Thành Hên và Duy Nguyễn. Lượt 4 là màn thi đấu của hai cậu bé 11 tuổi Hoàng Quân, Tuấn Kiệt. Và lượt cuối cùng là cuộc chiến tập thể đầy cam go giữa hai đội áo đỏ và đội áo trắng. Hai thành viên cuối cùng của hai đội trụ lại đó là Bửu Minh và Minh Tuấn. Và chắc chắn rồi, trong mỗi tuần chúng ta sẽ có những bài học về chuyên sâu. Tuần này là bài học chiến thuật về tố chất cầu thủ trẻ hiện nay để áp dụng vào trận đấu sắp tới. Các cầu thủ nhí sẽ tập phân tích chiến thuật từ 3 bàn thắng ấn tượng của tuyển U22 Việt Nam đã đăng quang tại SEA Games 30 khi chiến thắng Indonesia với tỷ số 3-0. Và người hướng dẫn của các cầu thủ trong bài học quan trọng này không ai khác, đó chính là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn. Xin chào các bạn. Xin mời các con ngồi xuống. Hôm nay các gương mặt có vẻ rất là tươi tỉnh. Chúng ta ở tại chỗ nhá. Mấy cổ tay một chút nhá. Đấy. Hai tay vươn lên. 5 lần bên phải, ngoáy tròn ra, rộng ra, rộng ra. Người đằng sau đấm lưng cho người đằng trước. Rồi, bắt đầu. Hai tay bóp vai nào. Bóp nhẹ nhẹ vai, đúng rồi. Đấy. Rồi, đằng sau quay. Đấy. Đấm lưng đã. Rồi, được rồi. Mời các bạn lùi về chỗ.
Sau đây thì chúng ta sẽ phải làm cái nhiệm vụ của mình. Bốn bạn nằm trong vòng nguy hiểm. Thầy mời bốn bạn lên đây. Và các con sẽ phải tự nói về bản thân mình. Vì sao mà mình nằm trong top 4 nguy hiểm. Rồi, xin mời bạn Nhật Cường. Con thấy con yếu ở điểm là con không hòa được các bạn. Bởi vì con mới làm quen được mọi người. Nên là con chưa có thể thông tin với mọi người nhiều hơn. Rồi, xin mời bạn Biểu Minh. Con thấy con yếu ở chỗ là con chưa truyền cho các bạn. Chưa truyền bóng cho các bạn trong chuyên môn đấy. Từ hôm đấy đến giờ con ghi được mấy bàn rồi? Là 2 bàn. Ghi được 2 bàn. Xin mời bạn Vĩ. Thưa thầy, con thấy con yếu về thể lực và kỹ thuật ạ. Thể lực và kỹ thuật. Xin mời bạn Đức. Thưa thầy, con có điểm yếu là thể hình của con là hơi bé. Và kỹ thuật của con thì cũng hơi yếu một chút xíu ạ. Cái thể hình, đương nhiên cái thể hình bé, nhỏ. Đấy, thế thì cũng kéo theo cái thể lực. Là trong 4 bạn, chúng ta phải loại, chia tay một bạn. Ai sẽ dừng lại? Bửu Minh, cậu bé hiền lành đến từ Cần Thơ. Trọng Vĩ, một chàng trai trầm tính đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Cường, cậu bé thủ môn chưa thực sự hòa đồng. Hay cậu bé nhỏ nhắn Hiếu Đức đến từ Hải Phòng. Bây giờ thì thầy phải đưa ra quyết định. Thầy xin công bố người chia tay chúng ta. Rất tiếc phải nói lên cái tên đó là, xin mời bạn Vĩ nha, cố gắng. Vĩ mà còn tiếp tục đam mê cái niềm bóng đá của mình thì chúng ta vẫn phải tiếp tục, đúng không? Cơ hội vẫn còn với những cái giải đấu, với những cái chương trình khác. Chia tay bạn Vĩ. Cô cháu mình ngồi đây tâm sự một xíu nha. Cô biết là con đang rất là buồn luôn á, nhưng mà con đang kìm cảm xúc lại, đúng không? Ví dụ như trong một cuộc thi, đúng không? Đó, thì trong quá trình mình tập luyện nè, rồi mình thi đấu nè, mình sinh hoạt với lại các bạn nè, thì mình sẽ có những cái ưu điểm gì, những cái khuyết điểm gì. Thì bây giờ mình sẽ gạch nó ra để mình biết mà mình rút kinh nghiệm, và mình vẫn còn cơ hội để mà mình tham gia cầu thủ nhí cho năm sau. Con là một cái người mà gọi là mạnh mẽ nhất từ bữa giờ mà cô thấy. Mấy bạn kia là chưa có kịp loại là đã khóc hết rồi. Mình bị loại như vậy rồi, mình về mình có theo đuổi cái đam mê của mình không vậy? Đi, cô dẫn con xuống nhìn thật mọi thứ một lần nữa rồi mình đi về nha. Bữa giờ con xa gia đình cũng lâu rồi đúng không ha? Giờ ba mẹ nè, rồi em trai nè, con nhớ ai nhất? Nhớ cả nhà. Con nhớ cả nhà luôn hả? Mình về sẽ cố gắng hơn, con quyết tâm hơn để năm sau con đi, con đăng ký con thi lại, con chịu không? Vậy là người tiếp theo dừng chân trong chuyến hành trình cầu thủ nhí 2020 là bạn Trọng Vĩ, một cậu bé hiền lành, ít nói, chưa xa gia đình bao giờ. Ngoài đam mê bóng đá, Trọng Vĩ còn là một cậu bé siêng năng, giỏi giang, mỗi ngày đều phụ giúp gia đình. Tạm biệt Trọng Vĩ, hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn và hy vọng rằng tương lai bạn sẽ trưởng thành và trở thành một cầu thủ giỏi nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ có thi đấu chính thức với một câu lạc bộ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, khơi gợi lại các bạn cái niềm tin chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong cái SEA Games vừa qua. Thì với bàn tay huấn luyện, bàn tay nhào nặn của thầy Park Hang-seo, hôm nay toàn đội chúng ta sẽ học hỏi cũng như là phân tích. Chúng ta đã xem qua băng rồi, các bạn có thể đứng lên có ý kiến của mình trong cái bàn thắng đầu tiên của
U23 Việt Nam chúng ta khi thi đấu ở SEA Games, trận chung kết gặp Indonesia. Hùng Dũng. Của chúng ta, Đoàn Văn Hậu xứng đáng và chúng ta cũng hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng vượt lên trong một trận chung kết nghẹt thở như thế này. Bạn Hên, coi nhận định từ lúc đó là Đoàn Văn Hậu đánh đầu rất tốt và bật rất cao để ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Rất cảm ơn bạn Hên. Ở cái tình huống đó chúng ta thấy là phải nói là từ cái đường truyền của Hùng Dũng đúng không ạ? Là cái điểm rơi, cái tốc độ đường truyền của trái bóng rất là hợp lý. Đó là cái phán đoán của Đoàn Văn Hậu kết hợp với độ bật nhảy cũng như là cái thể hình chiều cao của Đoàn Văn Hậu cũng là một cái lợi thế. Thời kỳ mà thầy Park Hang-seo huấn luyện viên thì chúng ta ghi bàn từ các tuyến đúng không ạ? Từ hậu vệ lên ghi bàn này, tiền vệ, tiền đạo đều ghi bàn cả. Thế thì cái bàn thứ hai ai nắm được? Rất mềm mại khi cần, đó là Đức Chiến. Tiến Linh, dứt điểm từ đây. Vâng, là một bàn thắng dành tặng cho cả dân tộc đam mê bóng đá. Xin mời bạn Sang. Bàn thắng hai do Tiến Linh kiến tạo cho Hùng Dũng. Tiến Linh làm tường rất tốt để cho Hùng Dũng băng tiếng hai vào dứt điểm để nâng tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vậy con nhận định tình huống đó là Tiến Linh chơi rất đồng đội và hai người đó kết hợp rất tốt để ghi bàn thắng. Rất cảm ơn bạn Sang. Trong bóng đá thì tình huống rất là nhanh, các bạn thấy không, đúng truyền tích tắc vù là có thể ghi bàn đúng không ạ? Thế thì hai bạn đó là cái sự hiểu ý nhau. Ngoài những cái cá nhân xuất sắc ra thì cái sự phối hợp giữa hai người, giữa ba người với nhau rất quan trọng, hiểu ý nhau. Cái bàn thắng thứ ba thì từ tình huống đá phạt của Hoàng Đức. Đấy đâu? Không vào vẫn còn. Vào rồi. Đó là đội 3-0 rồi. Đoàn Văn Hậu một cú đúc trong trận đấu này. Một trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam. Là thủ thành Nadeo đã đâm bóng bật ra và lại là Văn Hậu đã băng vào rất đúng lúc để sút tung lưới U22 của Indonesia và chúng ta ghi 3-0. Một trận đấu kết thúc rất là đẹp. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ chia hai đội hình để chúng ta có một trận thi đấu. Thủ môn là bạn An Sang, trung vệ này bạn Hên, phía bên trái chúng ta sẽ có bạn Tấn Kiệt, bên phải Minh Đức và Đại Nhân. Ở trên là chúng ta sẽ sử dụng bạn Lô Minh Tuấn và bạn Nguyên Khang. Đấy. Đội hình thứ hai, thủ môn Tấn Đố, Duy Nguyễn này, Tuấn Hiệp, Tránh Huy, hai tiền vệ trung tâm Biểu Minh, Đại Dương một bên, Quân bên trái nha. Đội hình này chúng ta đá đội hình là 3-2-1 nha. Đội hình này 1-3-2 giống như chúng ta chơi cái pressing, chơi cái như là chơi dòng rắn lên mây ấy, đúng không? Ví dụ bắt kiệt là chạy chỗ nào ấy thì toàn đội chúng ta thế này, lê xe là lê như cái cánh quạt này di chuyển sang. Đội hình 1 với sơ đồ chiến thuật là 1-3-2, bao gồm thủ môn An Sang, Minh Đức, Tuấn Kiệt, Đại Nhân, Minh Tuấn, Nguyên Khang. Đội hình 2 với sơ đồ chiến thuật là 3-2-1 sẽ bao gồm thủ môn Tuấn Tú, các cầu thủ Duy Nguyễn, Tránh Huy, Đại Dương, Hoàng Quân, Bửu Minh. Các cầu thủ còn lại nằm trong đội hình dự bị. Ủa? Trời ơi. Cái gì mà gấp vậy Bích Trâm? Trời ơi anh ơi, chết rồi. Thở đi. Thở đi, cứ bình tĩnh, có gì vì gì? À, có chuyện gấp. À, thư người hâm mộ gửi cho anh à? Không phải. Rồi sắp lật xuống đầu của anh em mình rồi. Trời ơi. Em không biết giải quyết làm cách nào hết. Ừ. Để em nói cho nghe.
Thật á? Bây giờ anh tính sao? Để sau trận đấu anh sẽ có cách. Nhá, yên tâm. Ngay bây giờ thì em đi đón bạn đó về sân cho anh. Dạ. Nha, cảm ơn em. Nhắn lên nha anh. Nha. Em đừng làm anh bối rối thêm. Nhá. Lo lắng thêm. Rồi, ok. Bảo vệ tính mạng nha. Dạ. Rồi, đi nha. Và ngày hôm nay thì đối thủ của đội bóng cầu thủ nhí 2020 của chúng ta là một đối thủ rất mạnh, câu lạc bộ SNA. Tuần này các cầu thủ nhí sẽ thi đấu cùng các thành viên đội bóng SNA, đội bóng đá đến từ trường quốc tế Bắc Mỹ. Từ nhiều năm qua, các em đã được học bóng đá nhằm phát triển kỹ năng toàn diện, tập trung về trí lực, nâng cao tinh thần đồng đội, rèn luyện sức khỏe. Trận đấu giao hữu này là cơ hội tốt để các bạn cọ sát, học hỏi với các bạn đội tuyển chuyên nghiệp từ cầu thủ nhí 2020. So learning football throughout the ages of 10 to 12 is very important for a student's and everybody's development. It not only improves their physical condition, but it also helps build vital key skills such as teamwork, camaraderie, and several other key factors such as decision making and fair play. Playing football for me is one of my favorite sports, and I think that everybody should give it a try as it helps to develop you as a person, involves you in a team, and most importantly, it's a really fun sport. Trước trận thi đấu giao hữu quan trọng này, ban huấn luyện đã chú trọng cho các cầu thủ nhí một tinh thần thoải mái nhất. Dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu thử lửa, nhưng các bạn nhỏ cũng rất tập trung. Và bây giờ sẽ là những nhân vật rất thú vị sẽ đến với trận đấu đỉnh cao ngày hôm nay. Đó chính là hai bình luận viên, đó là MC Hồng Phúc và MC Quỳnh Chi. Biên tập viên MC Hồng Phúc, tốt nghiệp khóa diễn viên năm 2002, người dẫn chương trình quen thuộc về thanh thiếu niên, thể thao, du lịch. Biên tập viên MC Quỳnh Chi, MC, biên tập viên các bản tin thể thao của VTV, người dẫn chương trình xuất sắc 2014, top 5 MC ấn tượng nhất VTV năm 2015. Anh Hồng Phúc, anh đã bao giờ bình luận một trận đấu mà các cầu thủ nhí đông như thế này chưa? Chưa bao giờ nha, có là theo dõi và hâm mộ cầu thủ nhí rất là lâu, và đặc biệt cùng với các bạn nhỏ nhà anh là bạn Chip rất là mê cầu thủ nhí. Hôm nay Hồng Phúc sẽ cho mọi người thấy không khí và sôi động cầu thủ nhí tại đây như thế nào nha. Yeah. Bây giờ Quỳnh Chi dự đoán tỷ số nào đó? Nghĩ rằng là 5 nhưng vì đó chính là hai bình luận viên ngày hôm nay của chúng ta, và chúc cho các bạn sẽ có một buổi bình luận thật là tưng bừng đúng không ạ? Yeah. Và hôm nay là trận đấu giao hữu, hứa hẹn sẽ có nhiều tình huống kịch tính. Đặc biệt, cúp ngôi sao vàng sẽ dành cho cầu thủ nhí xuất sắc nhất trận đấu và những chiếc huy chương vàng dành cho đội chiến thắng nữa. Từ tuần này, số điểm sẽ được tích lũy để xác định danh hiệu cao nhất cầu thủ nhí xuất sắc nhất 2020. Cố lên nào các bạn nhỏ ơi! Từ rất sớm, các khán giả của trận đấu đã có mặt đông đủ, từ phụ huynh tới các thầy cô giáo của các bạn nhỏ, ai cũng có mặt và hừng hực khí thế. Từ bên trong, hai đội cũng đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một đội rất là vui và tôi nghĩ là sẽ mang lại rất nhiều những sự hứng khởi dành cho các cầu thủ trên sân. Đó chính là đội cổ vũ.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ với một nhân vật rất bí ẩn trong chương trình hôm nay. Đó chính là ca sĩ Hồ Việt Trung, một fan cuồng của cầu thủ nhí. Đội cầu thủ nhí ngày hôm nay mời cố lên. Diễn viên ca sĩ Hồ Việt Trung, diễn viên được yêu thích qua nhiều vai diễn ấn tượng, cầu thủ của đội bóng nghệ sĩ FC, fan cứng của chương trình cầu thủ nhí. Vâng, kính thưa quý vị, mọi thứ đã hoàn tất, các cầu thủ của chúng tôi đã sẵn sàng. Và một tràng pháo tay thật lớn để trận đấu được bắt đầu. Đang đến với trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ đội tuyển của trường SNA và cầu thủ nhí 2020. Có thể nói đội tuyển cầu thủ nhí là một đội hình rất là mạnh từ ngôi nhà chung của chúng ta, từ hơn 1.000 thí sinh, sau đó còn 60, 20 và tới bây giờ 18. Đây là trận đấu giao hữu đầu tiên giữa đội cầu thủ nhí với một đội khách mời, đội SNA. Một đội khá mới, thế nhưng họ đang muốn sự cọ sát với những chàng trai khỏe mạnh của cầu thủ nhí. Chúng ta cùng xem lúc này trên sân đấu, thi đấu của chúng ta thì cầu thủ nhí đang trong màu áo trắng. Đội hình chính của chúng ta gồm 7 cầu thủ: Nguyễn Ngọc An Sang, Nguyễn Minh Đức, Đỗ Thành Hên, Phạm Tuấn Kiệt, Lê Trọng Đại Nhân, Lô Minh Tuấn và Trịnh Ngọc Nguyên Khang. Và ở phía câu lạc bộ SNA thì chúng ta ra sân với những cái tên là Tô Hoàng Minh, Phạm Tuấn Minh, Nguyễn Quang Vĩ, Lê Duy Hưng, Du Hy Sưng. Đây là một bạn người Hàn Quốc, Huỳnh Thái Thiện, Nguyễn Đắc Khôi Anh. Và trọng tài chính của chúng ta ngày hôm nay là huấn luyện viên Thịnh Ngọc Hiển và huấn luyện viên trưởng của đội cầu thủ nhí là Nguyễn Hồng Sơn. Trong màu áo đỏ, các cầu thủ của đội SNA. Vâng, có vẻ như trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng và tất cả các cầu thủ của chúng ta đang rất nỗ lực ở trong những giây phút đầu tiên. Huấn luyện viên của câu lạc bộ SNA là huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tiến. Rất là khó khăn cho các cầu thủ của SNA. Tiếp tục sẽ là số 9 của cầu thủ nhí. Các cầu thủ nhí đang tỏ ra thế áp đảo các cầu thủ câu lạc bộ SNA. Và bây giờ thì chúng ta thấy phía trên sân thì bóng đang thuộc về phần áp đảo của SNA. Từ từ thôi. Số 2 của cầu thủ nhí. Trời ơi. Liên tục vào không? Trời ơi. Rất nguy hiểm. Liên tục có những cú sút gắt và khá là chuẩn vào khung thành của SNA. Phối hợp vừa vào, bật 1-2 đi. Rất tốt. Số 6, chúng ta đang cùng thấy số 6 của đội. Vừa rồi là do công số 9 Đại Nhân. SNA ơi, các bạn cố lên nào, tôi đang đặt niềm tin vào các bạn. Với tình hình này thì rất là khó chúng ta thấy các cầu thủ nhí lại tiếp tục tấn công. Số 6 Lô Minh Tuấn. Rất may là không vào. Số 6 Lô Minh Tuấn của đội cầu thủ nhí lại thực hiện thêm một cú sút khá căng nữa dành cho đội SNA. Sút. Đây rồi. Tôi thấy SNA các bạn đang cố gắng bảo vệ khung thành của mình thật là tốt. Tuy nhiên, liên tục những màn tấn công của Đại Nhân và Lô Minh Tuấn làm như thế này thì tiếp tục nữa rồi. Vào không? Đỡ được tiếp tục. Hay quá.
Người anh hùng nhất của đội SNA hôm nay phải nói là đấy là thủ môn. Why? Và có vẻ như là đúng như suy đoán của anh Tuấn Tú là các em của đội cầu thủ nhí là các em đã có một cái tốc độ chậm lại ở trên sân. Bây giờ thì số 5 đang hay quá. Pha bóng rất hay của cầu thủ nhí. Tập trung vào sang. Với cú phạt này xem như nào. Hay quá An Sang ơi. Hay quá. Hay quá, hay quá. Rất bình tĩnh, không chỉ có thể lực tốt. Cú ngã vừa rồi của Sang rất hay. Và tôi thấy là nguyên cái đống lật đất ở đấy nó hơi lún xuống rồi. Cái bụng tròn. Tôi yêu cầu MC Hồng Phúc không được đánh vào tâm lý của tuổi môn đội tôi. Mặt không có là tội nha. Vào không? Vâng, các cầu thủ SNA cố gắng lên. Bên cung thành của câu lạc bộ cầu thủ nhí đã có sự thay đổi về vị trí thủ môn. Cố lên nha, bắt tốt lắm. Bảo mẫu của đội cầu thủ nhí ra cho đội SNA mượn găng tay. Rất tuyệt vời, bảo mẫu Bích Trâm. Một tràng pháo tay cho Bích Trâm đi ạ. Yêu quá bảo mẫu Bích Trâm ơi. Vào không? Tiếp tục. Đây là một màn cản bóng của SNA nữa. Hàng phòng ngự bây giờ của thì bóng SNA, SNA rất vào tốt. Vào không? Ôi tiếc quá SNA. Pha phản công không thành công. Tiếp tục là một pha tranh bóng quyết liệt giữa khu vực của SNA. Số 9 vẫn là Đại Nhân. Vào không? Số 10 cầu thủ nhí. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ nhí 2020 do bàn thắng đến từ tiền đạo Đại Nhân. Con thấy các bạn đá như nào? Dạ, cực kỳ tốt luôn. Đá tốt luôn đúng không? Con ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Cầu thủ mà đẩy ghi bàn. À, ghi bàn đúng không? Cảm ơn con nhé. Chưa thấy cái tình huống nào bật 1-2 cả. Thầy muốn là gì ngoài cái bàn thắng? Nhưng mà cái lối chơi của chúng ta ấy là phải đẹp. Nghỉ ngơi để lát nữa là chuẩn bị sẵn sàng là đội kia có ai chấn thương hoặc gì thầy sẽ thay vào. How do you feel about the cầu thủ nhí team? I think our team is doing great so far. I think SNA has a lot of spirit. We are one team, one dream, and I know that they're going to do very well. I believe in our kids. The second half, I think the SNA club play better, okay? Oh, I think good. So too. They just needed a little break, and now they're gonna win. I believe in them. They're gonna fight hard. Yes, SNA, good. Thank you. Là chị nhận xét thế nào về các học trò của mình? Các con của chủ SNA rất là giỏi, tại vì các con chỉ là được gọi tập chứ chưa có được tập thực sự gì hết, cứ một đội hình thôi. Đá coi cầm rất là giỏi, rất cố gắng. Chị có thể gửi một lời gì đó dành cho các con của mình đang đá bóng trên sân vì bây giờ còn một hiệp 2 trước mắt nữa. SNA cố lên. Con có gửi đơn cho chương trình đúng không? Bây giờ là con muốn thử không? Nha, thầy sẽ tạo điều kiện cho con làm thủ môn. Quyết tâm không? Thể hiện mình nhá. Có nguyện vọng là lên đợt này chỗ bên của bọn em có thể cho bạn đi thử thay luôn. Đây là một cái câu chuyện khá là hấp dẫn với cầu thủ nhí 2020 ở trận đấu giao hữu đầu tiên của cầu thủ nhí. Đây là bạn Đức Duy đã từng bị loại. Bạn ấy không cảm thấy phục bởi 20 thí sinh đang vào tiếp tục vòng trong của ngôi nhà chung của cầu thủ nhí. Bạn ấy quyết định viết đơn lên huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn và yêu cầu sẽ thách đấu hỗ trợ cho đội bạn ở trận đấu này. Mình chọn cho bạn Đức Duy. Wow. Một thẻ đỏ và 4 thẻ vàng. Một bạn cũng nhanh nhẹn nhưng với thể hình rồi đáp ứng về chuyên môn là tôi cho rằng là vẫn chưa lọt vào mắt. Đây phải nói là một ý chí rất là lớn, cho dù là thua cuộc nhưng mà chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Và chị nghĩ rằng là chính cái tinh thần đó của bạn Đức Duy
ngày hôm nay sẽ có thể phần nào đó minh chứng được cho sự đam mê của bạn ấy. Đức Duy ơi, cố lên, mọi người sẽ cổ vũ cho em nào. Trong hiệp 2 này, Đức Huy đã được vào sân làm thủ thành đội SNA và huấn luyện viên Hồng Sơn đã quyết định cho đội hình 2 của cầu thủ nhí thử sức, bao gồm thủ môn Tuấn Tú, các cầu thủ Duy Nguyễn, Tránh Huy, Đại Dương, Hoàng Quân, Bửu Minh, các cầu thủ còn lại nằm trong đội hình dự bị. Hiệp 2 sẽ được bắt đầu. Huấn luyện viên chấp nhận và trọng tài chính cũng chấp nhận cho bạn ấy thay thế đội thủ môn của đội SNA. Đức Duy có tỏa sáng trận đấu này hay không nhé? Cùng cổ vũ cho Đức Duy. Đức Duy ơi, cố lên nào. Cố đi. Thế. Hay quá. Cố đi. Oh. Yeah. Tuyệt vời lắm Đức Duy. Hay quá, hay quá. Wow. Xuống, kéo xuống. Kéo xuống. Nhưng mà tôi thấy là đúng là khi mà có kéo Đức Duy xuống vào thì tinh thần thi đấu của SNA đã cao lên rất nhiều rồi đấy. Chính xác. Liên tục tấn công cái nào ở SNA. Nào. Hay lắm. Rồi, đúng rồi. Chuyện đi con này nè. Vẫn là Bố Minh. À, mất bóng nhiều. Quá tuyệt vời. Nhanh, nhanh. Vỗ đi nào, vỗ đi. Vỗ đi. Đúng rồi. Ồ. Đại Dương dường như là con át chủ bài của đội hình tiếp theo của cầu thủ nhí ở trận đấu này. Như các bạn đã bị áp lực bởi Đức Duy vào vị trí thủ môn của SNA. Đây là một cái điểm sáng, một cái sức mạnh truyền cho SNA ở trận đấu này. Bây giờ là Ju Hee Sun. SNA đang làm rất tốt những gì lúc này. Vào không? Hay quá Đức Duy ơi. Đức Duy tuyệt vời. Vừa rồi chúng ta thấy Đức Duy đã cản phá một cú bóng rất là chuẩn của Nguyễn Hoàng Quân. Số 4 Duy Nguyễn. Số 2 vào không? Wow, đó là một pha cản cũng khá tốt cho đội SNA. Hoàng Quân sao nào? Hay quá Quân ơi. Đức Duy tuyệt vời. Cầu thủ nhí tiếp tục thiết lập thế nhưng không thành công và bây giờ lợi thế. Đúng rồi, kéo lên. Vô đây, vô đây. Vẫn là số 2, số 5. Sao rồi? Rất khó, có một mình số 5 Bủ Minh ở đó thôi. Nguyễn đã truyền chính xác người vào. Duy Nguyễn đang bị huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn nhắc nhở bởi những đường truyền không chính xác cho mình. Cố lên, cầu thủ nhí, cố lên. Số 6 Chánh Huy. Hoàng Quân. Quân nào? Trời ơi. Tiếp tục số 2 là Đại Dương. Tôi cảm giác có một cái sức mạnh, một lá bùa vô hình trắng ở khu vực của SNA làm đại nhân vô thế Đại Dương. Vậy là đại nhân sẽ là áo số 2. Hay quá. Hay quá. Chui xuống. Đá lên nào. Đức Duy. Người sau tuyệt vời, không làm khó Đức Duy của chúng ta. Chỉ còn cái khâu ở tuyến giữa và ghi bàn nữa thôi. Rất quyết liệt. Phải nói là những pha vào bóng rất quyết liệt của cả hai bên. Chính xác. Vào không? Vào. Không tuyệt vời, pha đánh đầu. Wow. Chàng trai ấy là ai? Số 2 vừa rồi đại nhân đã bị phân tâm bởi sự chuyên nghiệp của cầu thủ trên sân bóng là đầu lên, đội đầu thôi. Chứ không phải là đầu đội bóng luôn. Vào không ư? Sao vậy? Tôi thấy thủ môn đã giơ tay trước khi bóng gần tới nhưng trọng tài không thấy. Thủ môn đã bị một vấn đề gì đó, giơ tay trước khi bóng tới vị trí anh ấy mà trọng tài không để ý. Có thể là bàn đấu, bàn thắng vừa rồi không được ghi nhận. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha hình ảnh làm chậm. Luật của chương trình thì các cầu thủ không thể nào mà lăn ra khi mà trọng tài chưa cho phép được. Chính vì thế mà tôi nghĩ là bàn thắng vừa rồi vẫn hợp lệ. Trọng tài không cho ngừng lại trận đấu vừa rồi. Ôi, thủ môn luôn. Bây giờ Bảo Mẫu Bích Trâm đã vào vị trí thủ môn luôn. Và đây cũng là một kỹ năng mà các cầu thủ phải nhớ. Có nghĩa là khi mà trận đấu đang diễn ra thì kể cả có đau thì cũng không thể nào mà có thể phải chờ còi trọng tài đúng không ạ? Cho nên bàn thắng vừa rồi tôi nghĩ là hợp lệ. Một pha sút xa luôn.
Rất xót xa và rất tiếc cho Đức Duy. Tôi thấy Bảo Bảo Hồ Bích Trâm đang làm hại đội SNA. Trận đấu đã kết thúc. Và vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một trận đấu hết sức kịch tính giữa hai đội, đó là đội cầu thủ nhí và đội SNA. Và đội cầu thủ nhí đã chiến thắng. Xin mời huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn sẽ trao cờ dành cho đội SNA, một đội bóng đã rất là nỗ lực ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả các cầu thủ. Ngày hôm nay thì hai đội của chúng ta đã cống hiến hết mình. Phải có một số nhận xét như sau. Cái cách chơi của chúng ta, các cá nhân, các vị trí đều nôn nóng muốn ghi bàn. Chính vì vậy thì những cái cơ hội và những cái pha phối hợp không thực sự là rõ nét. Các cầu thủ nhí thì không biết mở rộng, không biết kéo giãn đội hình. Cái hiệu suất ghi bàn của chúng ta là chưa đạt. Kết nối chưa có, chỉ huy cũng chưa có. Tập luyện, rèn luyện, nỗ lực hơn nhiều hơn nữa thì chúng ta mới trở thành một đội bóng mạnh. Thầy sẽ công bố bạn xuất sắc và những bạn nằm trong top nguy hiểm. Đầu tiên thì thầy xin phép là trao tặng cầu thủ xuất sắc nhất ngày hôm nay, bạn Đại Nhân. Ghi 2 bàn thắng và có một số các cái đường truyền rất tốt cho đồng đội. Chúc mừng con. Yeah, chúc mừng. Cố gắng phát huy. 3 bạn nằm trong top nguy hiểm. Xin mời bạn. Phạm Gia Khiêm, Hiếu Đức và bạn Nhật Cường. Và bây giờ chú sẽ đại diện chương trình trao cho 3 bạn vào vòng nguy hiểm, 3 ngôi sao hy vọng. Mong rằng vòng tiếp theo các con thể hiện những thử thách của mình thật tốt. 2 bạn trong 3 bạn này được ngôi sao hy vọng cứu vào vòng trong, tiếp tục với chương trình. Cố gắng thật nhiều. Vậy là sau trận đấu này, Gia Khiêm phong độ chưa ổn định, Nhật Cường chưa thể hiện được khả năng, Hiểu Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ai trong số 3 cầu thủ nhí sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây? Những bạn còn lại sẽ là những tấm huy chương. Xin mời hai bảo mẫu. Cố gắng lên. Rồi, chúc mừng con. Chúc mừng. Yeah. Nha. Vui lên nào. Chúc mừng nha. Vui lên nha. Vui lên nha. Giỏi lắm. Còn tụi con thì đợt này mình không có thì đợt sau mình cố gắng nha. Tập trung hết sức luôn nha. Có những dàn cầu thủ có những kỹ thuật cá nhân rất là điêu luyện, sự phối hợp ăn ý, nhờ sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn thì hôm nay là trận đấu này chúng thấy là rất là tuyệt vời. Mới được huấn luyện thôi nhưng mà các em đã tỏ rõ được cái tài năng của mình ở trên sân cỏ. Các em đá bóng bằng cả đôi chân và cả trái tim của mình. Chúc cho cầu thủ nhí năm nay tiếp tục thành công thắng lợi và tìm được những gương mặt xuất sắc nhất để cùng đại diện cho cầu thủ nhí Việt Nam. Bức thư của bạn Nguyễn Đức Duy đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Đầu tiên con xin chào thầy Hồng Sơn, ban huấn luyện. Con tên là Nguyễn Đức Duy. Con đã vượt qua vòng tuyển sinh và lọt vào top 60. Con đã đợi cả tháng nay nhưng con không thấy chương trình hồi âm cho con. Con đã xem tập 3 và tập 4. Con thấy top 20 có 4 thủ môn. Con có thể đọc lại chỗ này không? Con cảm thấy không phục vì 4 bạn đó không bằng con, đặc biệt là bạn Nhật Cường. Nhật Cường chụp rất dở. Bạn ấy rất mong muốn chương trình cho bạn một cái cơ hội. Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta thử thách chưa? Ok. Từ bức thư và mong muốn thách đấu với 4 thủ môn trong top 20, huấn luyện viên Hồng Sơn đã quyết định cho Đức Duy một cơ hội thể hiện khả năng của mình. Nếu Đức Duy có thể vượt qua được một trong 4 thủ môn thì sẽ được thay thế vị trí đó. Kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đấy, sút rất mạnh đấy nhá, không có nhường nhịn nhất gì đâu. Tốt. Tốt, đi vào. Này là tuột đấy. Rồi, Cường vào đi. Tốt. 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 Bình.
Đá mạnh mẽ lên. Rồi, bạn Duy vào. Bốn thủ môn này đã kiểm tra cái bài này rồi. Tốt. Cố lên, cố lên. Quả nữa. Tốt, 5 người thế là tốt rồi. Qua một số các cái bài test kiểm tra về thủ môn thì rất cảm ơn Duy cũng đã có một tinh thần rất đam mê cũng như là có những cái chính kiến của mình. Tuy nhiên thì Duy cũng phải cảm nhận thấy rằng là thứ nhất là cái thể hình của mình so với các bạn sao? Bé hơn. Cái thứ hai là bắt bóng bổng hoặc là cái sự ra vào để hỗ trợ cho đồng đội là mình cũng bị hạn chế hơn đúng không? Duy là vẫn hơi bị thế này, tức là hơi mở quá, hai ngón cái mở rộng quá thì khi mà cái lực của đối phương sút mạnh ấy là nó sẽ bị trượt. Nhưng mà hôm nay thử sức với các bạn thấy thế nào? Vẫn chưa được. Vẫn chưa được lắm đúng không? Thì mình phải cố gắng hơn nữa. Còn những cái cơ hội khác, tham gia những cái chương trình khác, tiếp tục nuôi dưỡng những cái niềm đam mê bóng đá của mình nhá. Hứa thầy con về sẽ giảm cân, nhiều cho anh chiều cao. Đúng rồi. Để tham gia cầu thủ nhí 2021. Cảm ơn bạn Duy rất là nhiều về tập luyện. Ok rồi. Từ Đồng Nai, cậu bé Đức Duy một lần nữa tìm kiếm cơ hội tại chương trình cầu thủ nhí 2020 qua việc thách đấu, giành tấm vé vào vị trí thủ môn. Sự nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc này đã khiến nhiều bạn nhỏ khâm phục. Hẹn gặp lại Đức Duy tại cầu thủ nhí 2021 nhé! Nhân dịp kỷ niệm 10 năm của chương trình Cầu Thủ Nhí thì chúng tôi có một bất ngờ rất thú vị dành cho các em. Đó là 118 các em sẽ được trao tặng một khung thành mang tiêu chuẩn quốc tế đến trường học cũng như địa phương của mình. Và chúng ta sẽ cùng biết cầu thủ đó là ai. Điểm đến của tuần này trong chương trình kỷ niệm 10 năm Cầu Thủ Nhí là ngôi trường Bình Trị Đông A, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường có một cầu thủ nhí năm 2020 đang theo học. Và đó là bạn nào? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Hôm nay chương trình cầu thủ nhí tới tại ngôi trường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để trao tặng một món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn để các em có thể đánh thức đam mê và nuôi dưỡng những đam mê của mình trong tương lai. Và bây giờ thanh thức xin mời tất cả mọi người vào trong nhé. Ngôi trường nhận được món quà đặc biệt đó chính là trường của thủ môn An Sang. Xem các bạn nhỏ vui chưa kìa. Hy vọng với món quà tinh thần này, phong trào đá bóng trường của Sang sẽ ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ xin mời thầy Phát có đôi lời. Thì hôm nay trường hân hạnh tiếp với chương trình cầu thủ nhí. Phải nói phong trào thể dục thể thao của trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A là một trong những phong trào lớn mạnh, nhiều huy chương. Ngoài có việc học tập về văn hóa, về lĩnh vực chuyên môn thì các em rèn luyện được sức khỏe. Thì sau cái phần quà tặng của chương trình sẽ giúp cho nhà trường lại càng thêm có động lực và hy vọng cái phong trào thể dục thao và cụ thể hơn là một môn bóng đá sẽ ngày càng lớn mạnh ở môi trường này. Một lần nữa là cảm ơn chương trình cầu thủ nhí của năm 2020. Cảm ơn rất nhiều. Và điều đặc biệt nhất của tuần này đó chính là chương trình họp mặt kỷ niệm 10 năm chương trình Cầu Thủ Nhí với sự hội ngộ đầy bất ngờ của các cầu thủ nhí và các khách mời 10 năm qua. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2011 với tên gọi Cầu Thủ Tí Hòn. Từ năm 2012 tới 2019, Cầu Thủ Nhí đã mang đến những chuyến hành trình thú vị. Năm nay, năm 2020, Cầu Thủ Nhí sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cách đây đúng 10 năm thì cũng tại nơi đây, chương trình Cầu Thủ Nhí của chúng ta đã được ra mắt. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp nhau để cùng ôn lại cảm xúc 10 năm của cầu thủ nhí cũng như là để đánh một dấu mốc cho cầu thủ nhí 2020. Con cảm thấy rất là vui khi được mời tham gia dự 10 năm chương trình cầu thủ nhí. Mình cảm thấy rất là vui bởi vì Khang là đồng hành cùng với các bạn trong những cái buổi từ không chỉ casting cho đến khi mà các bạn vào nhà chung.
rồi những cái chuyến mà bạn thi đấu ở Hàn Quốc năm 2018 vừa rồi, chắc chắn mọi người sẽ thấy được đó chính là cái cú té sắp mặt của Ý Quyền khi mà dí thằng các con á, là mọi người sẽ thấy bởi vì những cái té vậy cho nên là mình không thể nào mập nổi. Thì thực sự là thấy các bạn rất là năng động, nhanh nhẹn nhưng mà khá là bướng bỉnh. Thì mình vẫn nhớ cái cảm giác đó. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là trong một cái buổi cuối cùng của tất cả mọi người ăn uống với nhau tại Hàn Quốc. Chính em cũng cảm thấy là rất là xúc động và em đã khóc rất là nhiều ngày hôm đấy. Với màn thể hiện vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của khách mời đầu tiên. Con sợ ai? Hả? MC Thúy Hạnh, host năm 2014. Vâng, MC Thanh Thảo năm 2015 ạ, huấn luyện viên năm 2016. Thật sự là mình được sống trong cái không khí đó, cùng khóc cùng cười với các con nên là có rất là nhiều kỷ niệm. Nói rằng chi vậy? Mệt ghê thiệt. Bữa tiệc kỷ niệm là một món quà bất ngờ và đầy cảm xúc cho tất cả các khách mời và các cầu thủ nhí đã từng tham gia chương trình. Xin cảm ơn các khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi suốt 10 năm qua. Cầu thủ nhí 2020 sẽ đánh dấu cột mốc 10 năm đồng hành, thắp sáng ngọn lửa đam mê bóng đá thế hệ trẻ tiềm năng với chủ đề Tự hào bóng đá Việt Nam. Cầu thủ nhí 2020 sẽ tiếp tục mang đến những ước mơ và niềm tin chiến thắng, niềm tự hào về những thành công của bóng đá Việt Nam ở hiện tại và thắp lên hy vọng trong tương lai. Vì cái nền thể thao nước nhà, vì cái mùa hè rất là vui, rất sôi động của các em cho nên là nhà tổ chức vẫn luôn luôn tiếp tục và làm thế nào đấy tốt nhất, mang những nội dung tốt nhất đến khán giả. Chương trình nó còn nhiều cái mảng màu cho các em cho nên là cái điều đó mình cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là vui. Từ cái sân chơi này thì chúng ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những tài năng bóng đá của Việt Nam. Cầu thủ nhí 2020 là một món quà về tinh thần rất là tuyệt vời dành cho các bé, đặc biệt những bé yêu bóng đá như là con của Phúc. Là Khang rất mong là sẽ có cầu thủ nào đó cùng với đội tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện ở Olympic cũng như là World Cup thế giới. Mong rằng khán giả sẽ luôn yêu quý chương trình Cầu thủ nhí và sẽ có nhiều dấu mốc 10 năm hơn nữa. Chúc cho cầu thủ nhí 2020 sẽ luôn rực rỡ, thành công và cháy hết mình giống như là những năm trước. Chúc cho chương trình Cầu thủ nhí luôn luôn thành công và sẽ còn kéo dài hơn nữa. Chặng đường còn rất dài, hy vọng là quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục cổ vũ và đồng hành cho các em. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Cầu thủ nhí vào tuần sau lúc 15 giờ trên kênh VTV3 thứ bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Và một tuần nữa đã khép lại với thật nhiều cảm xúc. Tuần sau sẽ là những thử thách mới đầy hấp dẫn đến từ khách mời và ban huấn luyện. Bạn nhỏ nào sẽ phải dừng cuộc chơi và bạn nào sẽ còn ở lại? Top 17 đầy tài năng sẽ xuất hiện. Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu trong chương trình tuần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình.